Ghi chép lâu đời nhất của con người về vòng tròn kỳ lạ trên cánh đồng xuất hiện vào 22 tháng 8 năm 1678 trong một tập in sách gỗ ở Hertfordshire, miền đông nước Anh, có tựa đề The Morwing Devil, ma quỷ cắt xén. Hình ảnh này mô tả một sinh vật kỳ dị đang tạo ra vòng tròn trên cánh đồng lúa mì. Vào thời điểm đó, người ta gọi vòng tròn kỳ lạ này là vòng tròn tiên nữ, như một phép ẩn dụ cho sự bất định của thời gian. Nghe nói rằng, khi tới gần nó, ta có thể nghe thấy âm thanh dòng điện. Người ta còn truyền nhau rằng, nếu ai bước vào vòng tròn đó, có thể sẽ gặp thần lùn hoặc người tí hon. Những vòng tròn cây trồng này xuất hiện nhiều nhất ở Tây Nam nước Anh. Khu vực này cũng là tâm điểm của những hiện tượng kỳ lạ, như sự xuất hiện của Stonehenge. Vào cuối tháng 6 năm 2009, một vòng tròn bí ẩn đã xuất hiện ở Mill Hill. Nó được hoàn thành 3 lần, từ ngày 21 đến ngày 30 tháng 6, lần nào cũng vô cùng bí ẩn. Vòng tròn kỳ lạ trên cánh đồng này dài gần 300 mét. Đầu tiên, nó xuất hiện dưới hình dạng giống như kính lục phân và một số vòng tròn xung quanh. Kính lục phân là một công cụ quang học thường được sử dụng để đo các góc giữa mục tiêu ở khoảng cách xa, thường để đo mặt trời hoặc thiên thể khác với đường chân trời trên biển, đường chân trời tại một thời điểm nhất định. Rồi sau một thời gian, người ta bất ngờ phát hiện ra một số mẫu hình mới được thêm vào. Chúng biến thành những mẫu hình giống với các hành tinh trong hệ mặt trời. Đến lần thứ ba, một loạt các phù hiệu con người chưa từng được biết đến đã xuất hiện. Mọi người đều sửng sốt. Hàng trăm biểu tượng độc lập này được phân bố vô cùng hoàn hảo trên cánh đồng lúa mì rộng hàng trăm mét. Hai năm sau, bắt đầu từ ngày 11 tháng 5 năm 2011, ở Mỹ và các khu vực khác có thể quan sát được hiện tượng hành tinh Liên Châu, chính là một hiện tượng thiên văn. Trong đó, các hành tinh gần như nằm trên cùng một đường thẳng và hiện tượng này kéo dài trong vài tuần. Vào ngày 30 tháng 5, trên bầu trời xuất hiện hiện tượng sao Thủy, sao Kim, sao Hỏa, sao Mộc và sao Thiên Vương xếp thẳng hàng trên cùng một đường thẳng, đối ứng với hình dạng ở giữa của vòng tròn trên đồng ruộng, thậm chí đối ứng với cả về kích thước to nhỏ. Vào ngày này, mặt trăng cũng gần như ở trên cùng một đường thẳng với các hành tinh đó. Vào thời điểm này, chiều cao của hành tinh trên bầu trời trái đất có thể được đo bằng kính lục phân. Jerry Cross cho rằng những phù hiệu chưa từng thấy ở dưới mẫu hình có lẽ là lời tiên đoán về các hiện tượng thiên thể sẽ xảy ra trong tương lai. Vào ngày 14 tháng 8 năm 2001, một hình ảnh khuôn mặt người được tạo hình bằng phương pháp ma thuật trận điểm đã xuất hiện trên cánh đồng lúa mì ở kính viễn vọng vô tuyến Chibotan ở Humphreys, Anh. Nó trông giống như một khuôn mặt người được chụp trên gò núi ở Sao Hỏa. Vài ngày sau, một mẫu hình thứ hai xuất hiện. Nó khiến các nhà khoa học vô cùng kinh ngạc bởi nó thực sự tương ứng với thông điệp Arecibo. Cụ thể, năm 1974, NASA đã gửi một thông điệp từ căn cứ Arecibo ra ngoài vũ trụ. Arecibo nằm trên bờ biển phía bắc của Puerto Rico và có một trong những kính thiên văn lớn nhất trên trái đất với đường kính 304 mét. Để kỷ niệm sự ra đời của kính thiên văn và kiểm tra chức năng của nó, căn cứ này đã bất ngờ gửi một chuỗi thông điệp tới cụm sao hình cầu M13 cách trái đất 25.000 năm ánh sáng để tìm kiếm người ngoài hành tinh. Thông điệp này là một mã gồm 1679 số nhị phân 101010 với công suất tín hiệu phát sóng lên đến 20.000 MW, truyền tải phẩm chất đặc biệt của nhân loại và những thông điệp quan trọng nhất của trái đất. Khi đó, các nhà khoa học cho rằng phải mất ít nhất 50.000 năm sau mới có thể nhận được phản hồi từ các sinh mệnh trí huệ. Nhưng họ không ngờ rằng 27 năm sau và năm 2001 đã nhận được phản hồi từ người ngoài hành tinh gửi cho con người. Hồi đáp là vòng tròn Chilberton. Người ta còn gọi sự hồi đáp này là thư hồi âm của Arecibo. Thông điệp Arecibo do con người phát đi đã mô tả trật tự hệ thống tính toán của trái đất bằng hệ thập phân. Các nguyên tố hóa học chính tạo ra sự sống trên trái đất, mã DNA, chiều cao của cơ thể con người, số lượng con người và hành tinh này là hành tinh thứ ba nằm trong hệ mặt trời từ trên xuống. Và cuối cùng là bản phác thảo của kính viễn vọng vô tuyến truyền thông tin này. Chúng ta hãy nhìn vào vòng tròn của Chilberton. Nếu vòng tròn Chilberton được chuyển đổi thành thông điệp Arecibo, thì khi đặt cả hai lại với nhau và so sánh chúng, thì chúng ta có được một thông điệp. Các nhà khoa học đã diễn giải nội dung của thư hồi âm Arecibo như sau.
Ngoài 5 nguyên tố hóa học trong DNA của người trái đất, hydro, carbon, nitơ, oxy và phosphor, DNA của người ngoài hành tinh còn chứa silicon. Cấu trúc DNA của người ngoài hành tinh rõ ràng là rất khác với cấu trúc chuỗi xoắn kép DNA người trên trái đất. Nó vốn có cấu trúc xoắn ba. Đây là một minh chứng rõ ràng nhất, chứng minh sự tồn tại của nền văn minh cấp cao hơn chúng ta. Họ đang âm thầm theo dõi, thậm chí là đưa ra những gợi ý giúp nhân loại phát triển nhanh hơn.